tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng, cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được, cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè, cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn, cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này, cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này, cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang, cô bác. Cháu Lực xin chào quý ông bà. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đây, vừa rồi thì cháu Lực lên đến điểm trường, cái chỗ mà để vật liệu ấy, cô bác. Thì gặp em Sử đang đánh bóng ở trên này. Không biết là mấy hôm nay em đi đâu làm mấy công việc gì. Thì hôm qua thì cháu Lực có bận là đi xuống dưới huyện một chút công việc, cô bác. Không có lên trên nhà của em Sử được. Cũng được là bạn Hiệu lên trên này cập nhật cái tiến độ mà công trình làm ngôi nhà của ba ông cháu tới đâu, cô bác. Hôm nọ thì hôm qua thì bạn Hiệu có nói với cháu Lực rằng là em Sử em mới đi hộ người ta làm đám ma. Không biết là hôm nay em có đi thêm nữa không. Sử ơi, bây giờ đi về chưa? Đi về nhà chưa? Bây giờ đi về nhà chưa? Chưa. Thế hôm nay có đi hộ nhà kia nữa không? Có. À đấy thì có ai mất à? Vâng. Có. Ba kia mất thì của nó thả cơm ra. Làm cơm ăn á? Thả. Hả? Thả cơm cho nó ăn. Thả cơm cho nó ăn á? Thế là thả cơm là thả như nào? Chúng ấy, cho cơm cho nó thả ăn ấy. Có nghĩa là đi giúp đỡ người ta để nấu cơm hay là cho hàng xóm ăn đúng không? Vâng. Thế là hôm nay là chưa về được đâu à? Chưa về được ạ. Ông có ở dưới đấy không? Có. Có á? Thế là cả ông ở dưới đấy hết à? Thế hôm qua về thì thấy ngôi nhà của mình thực hiện tới đâu rồi? Thấy đẹp ạ. Hả? Thấy đẹp à? Vâng. Nhưng mà thấy là làm tới đâu rồi, sắp xong chưa? Sắp xong rồi. Sắp xong rồi à? Vâng. Chắt mọi cái xung quanh nhà hết chưa? Hết rồi đúng không? Vâng. Thế thì đến tối mới về à bây giờ ấy? Vâng. Nhưng mà tại sao lại ra đây đánh bóng rồi không hộ người ta à? Đó, chưa ăn cơm ạ. Chưa ăn cơm á? Chưa ăn cơm, mới đi thả cơm cho. Thế thì bây giờ anh đi sang bên nhà kia một chút nhá. Đi hộ người ta xong về sớm sớm xem là ngôi nhà của mình thực hiện tới đâu nhá. Qua cái thức phim hôm qua thì cô bác anh chị cũng đã nắm rõ được là cái tiến độ ngôi nhà của ba ông cháu hiện tại là cái phần phía bên ngoài. Cái phần đằng sau ngôi nhà thì có thể là được các anh thợ là chắt ra xong hết rồi, cô bác. Hay bây giờ thì cháu Lực đang theo dõi từ xa và nghe thấy các anh thợ chắc là đang chắt ở phần phía bên trong nhà này, cô bác này. Đấy, một ngôi nhà mà phải nói là bây giờ chắt xong thì nhìn gọi là khác hẳn một trời một vực luôn, cô bác. Một ngôi nhà rất là đẹp. Ở trên cái ngôi nhà thì cũng được là cháu Lực thiết kế lên thêm một chữ A nữa, cái phần ở ngoài hiên, cô bác. Có thể ở phần chữ A này thì phải nói là trong thời gian qua cháu Lực được bác Kim Hoàng có nhắc nhở cháu Lực rất là nhiều và chỉ cho cháu Lực từng chút
từng ngóc ngách một thì cháu Lực mới có thể là hoàn thiện cái ngôi nhà của ba ông cháu một cách làm sao mà cho nó hoàn hảo nhất cô bác ạ. Thế còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng theo dõi hết video, cùng cháu Lực đi vào và xem công việc của mấy anh em thợ hôm nay thì sẽ thực hiện tới đầu của bác nhé. Ở phần phía bên công trình phụ thì cũng đã được là các anh là hoàn thiện xong hết rồi cô bác. Một hai ngày nữa thì chắt xong mọi cái thì cháu Lực sẽ cùng em Sử với lại thêm ông, thêm một hai anh thợ nữa đi vào và đi chặt cả cái cây để mà làm cái phần cây sàn ngang này cô bác này để đóng pro. Ở phần phía bên này thì cháu Lực sẽ lập bằng pro cô bác nhé, sẽ không có lập bằng tấm tôn màu xanh và tôn chống nắng nữa. Có vẻ là theo dõi từ xa thì thấy các anh thợ là mở nhạc nói là nhộn nhịp một chút cô bác. Bây giờ thì cháu Lực đi vào và bảo các anh tắt nhạc thêm một chút thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cũng biết. Không là bây giờ cháu Lực đang quay nó sẽ ảnh hưởng tới một số vấn đề về kênh cho nên là có khi là sẽ bị mất kênh luôn đấy cô bác. Bây giờ thì tất cả anh em đội thợ đang hoàn thiện chắt ở phần trong nhà của bác đây. Hôm nay thì ôi anh Vinh hôm nay là hóa thân vào làm thợ phụ à? Đổi nghề. Đổi nghề à? Chào Vinh nhá. Vâng, em chào các anh nhá, chào chú nhá. Vâng. Chào cháu Vinh nhá. Vâng. Ô trên này là gỡ được à chú Vinh? Trên này là gỡ được rồi à? Gỡ được rồi. Mấy hôm gặp anh Quang ấy nhỉ, anh Quang nhỉ? Ừ. Mấy hôm nay anh đi đâu ấy? Anh Quang công tác nhiều quá. Anh đi công tác nhà báo việc. Nhà báo việc là hôm nay là lên à? Hôm nay lên kêu là nghỉ. Chưa là nghỉ tiếp. Nhưng mà đến lúc chiều nay thì có khi là cũng chắc xong hết ở phần bên trong ấy anh nhỉ? Chắc thế. Chắc phụ anh ấy, chắc cũng cần hoàn thiện sao? Vâng. Đấy, khi mà chắc xong hoàn thiện thì nhìn ngôi nhà sẽ là một màu, một cái góc nhìn mà khác hẳn luôn cô bác ạ. Đây là phần đằng sau nhà thì hôm qua bạn Hiểu cũng lên ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết rằng là ở đằng sau thì đã hoàn thiện rồi. Còn bây giờ thì đang ở trong hoàn thiện nốt cái phần ở trong nhà này nữa. Quay cái này làm cầu thang lên à? Anh. Ở phần phòng bên này thì cũng được các anh là lát ra xong một phòng trước rồi cô bác này. Lát xong thì có vẻ là như là nhìn rất là đẹp rồi cô bác. Ở đây thì các anh là vừa lát xong là dùng rẻ vừa lâu luôn cho nên là cũng không dính, cũng không thấy dính xi một chút nào cả cô bác ạ. Thế còn là những cái ở phần bên này thì các anh gỡ dàn giáo xong hết mọi cái rồi thì các anh cũng sẽ bịt lại hết cô bác nhé. Đây, anh Vinh hôm nay thì anh có thể cập nhật cái công việc mà mấy anh em thợ mình làm cho tất cả các bác cùng biết được không anh? Xin chào các khán giả thì nói mỗi ngày thôi, hôm nay thì chủ yếu là chuyển về phần chất, hoàn thiện về phần chất trong vòng hôm nay đến ngày mai cũng xong, chắc là ngày kia nữa là phần chất là xong. Ôi, cũng bắt ra rồi chú Vinh, không sao đâu. Nhưng mà chú Bình đang giải cắt này là nó làm vừa khô, cái này gọi là nó nháo, mình dùng vừa khô để mình chắt mình xoay.
Là mình xoa thì kiểu nó nhão quá. Đúng rồi, nó không lở xuống. Để nó chắc đúng không anh? Đúng rồi. Hôm nay là hoàn thiện hết ở trong phần này không anh? Chắc hôm nay phòng khách này không đủ ngày. Phòng khách là cũng một ngày anh? Chắc không đủ một ngày, chắc vẫn sang phòng, phòng ngủ. Đúng. Thế là hôm nay là hoàn thiện gọi là ngôi nhà gần độ đến 89% rồi anh nhỉ? Gần 80%. Ốp gạch nữa. Chỉ là... Hay vừa rồi thì anh Vinh cũng đã cập nhật cái tiến độ mà công việc của mấy anh em thợ là cho tất cả có ba anh chị là cùng nghe và nắm gió được rồi. Phải nói là đội thợ của anh Vinh thì làm rất là nhanh quá. Ngôi nhà thì độ khởi công nếu mà tính ra ngày làm thì độ tầm là 10 tầm độ tầm 10 mấy 20 ngày thôi cô bác thì đã là vào hoàn thiện cái ngôi nhà của ba ông cháu rồi. Ở phần phía cháu Lực cũng đọc được một số những cái bình luận và thước phim có bảo với cháu Lực rằng là sao không để cái gác set, không làm thêm một cái gác set ở trên phòng ngủ đấy các bác. Nhưng mà phải nói nếu mà bây giờ mình làm thêm một gác set thì nó sẽ hơi chật một chút cô bác ạ. Tại vì cái ngôi nhà này thì là cháu Lực cũng gọi là thiết kế để cho ba con cháu để ở thôi chứ không phải là mình để thêm đồ đạc gì nữa cô bác. Những cái đồ đạc gì như kiểu là thóc hay là ngô thì mình đã để ở dưới cái nhà cũ của ba ông cháu rồi. Đây thì các anh thợ đi vào công trình thì không thể thiếu được là những cái bi thuốc nào rồi. Anh Quang tóc thì như kiểu biết hết rồi. Lúc nào chả biết, đi xay thì phải thế chứ. Nhưng mà ở trên này thì một ngày tắm một lần đúng không anh? Tuần tắm một lần thôi. Ở đây thì anh Quang là anh nói trêu các bác. Buổi tối thì có vẻ như khá là lạnh nhưng mà các anh vẫn là đun nước để tắm thường xuyên. Nhưng mà nếu mà mùa này ai tắm được nước lạnh thì cũng nếu mà anh như này anh tắm được nước lạnh không? Ui tắm gì rồi. Hôm qua chú ở đây tắm nước lạnh. Chú tắm nước lạnh ở trên kia nguồn kia. Vâng, nguồn đây này. Ôi mát lắm. Nước này buổi tối ấm mà. nói ấm thì không ấm đâu, ở trên nhà của Sử thì nước là nó hoàn toàn là gọi là nước như có một tí không khí gọi là buốt buốt rồi. Ui, làm trong nhà này người có quyền đâu, báo cáo là xong rồi. Ở đây thì buổi sáng sớm thì có vẻ là hơi lạnh cô bác. Cháu Lực nhìn thấy tay của anh Thanh thì có vẻ như là lạnh quá đây này cô bác này. Đây là bị dính nước lạnh quá đúng không anh? Vâng. Sắp bị dị ứng rồi đấy. Nhưng mà này còn có cần lấy cái bao tay ấm kia không? Không cần đâu em ạ. Hôm nay như kiểu là si sắp ăn tay rồi đấy. Anh Quang thì có bị không? Anh hôm nay mới làm không bị đâu. Ồ, anh Quang thì có vẻ như làm ít hơn đấy. Anh quen. Tay anh nó chai hết rồi. Gọi là anh Quang là thợ lâu năm hơn đúng không? Anh Thanh là thợ có vẻ như là non hơn. Này mà phủ thêm một lớp sơn nữa vào thì ngôi nhà ở lộng lẫy luôn đây nhỉ. Không cần thế. Bây giờ tìm này hút được rồi. Có rồi đấy. Một bạc, bạc pin này phải bạc luôn. Vâng. Ông, nó khen bếp này phải xuống tàu bạc phần ma cho ván cải mà mê. Vâng. Điều thèn đất tiền đây chứ ạ. Mà tôi không có cần. Mà thèn cú cứ phần mạng. Mà thèn mà phải xuống lưu mà kẹt phần. Đây, ở đây thì khi các anh chắt với lại còng cả thêm xay nữa các bác thì tất cả mọi cái thì các anh đều là dùng những cái tấm cái vỏ bao xi này để mà đựng dưới vét lại những cái phần vứa mà nó bị rơi xuống các bác nhé. Ở đây thì nếu mà như mà đi gặp những cái đội thợ nào mà không thí dụ như không có mặt ở trên này thì người ta sẽ không có để những cái vỏ bao xi này để
đựng lại những cái hạt cát, hạt vừa mà nó rơi xuống. Ở đây thì mình có thể tận dụng lại ra để làm tiếp được. Ở đây thì chát lên thì có thể trộn thêm ít nước không anh? Có tưới. Tưới nó không cháy. Vâng. Đấy, mình làm như thế này thì sẽ để tránh lãng phí hơn. Như này nếu mà cả ngôi nhà này mà không có dùng những cái tấm này để gọi là để giải chắc phải mất tầm độ 4-5 bao xi nhỉ? Hơn. Hơn. 4-5 bao xi là còn ít rồi. Hãy đội thợ của anh Vinh là cháu Lực rất là ưng vì cái điều này của bác này. Đấy, cái điều này thì có khi là ở đây thì lúc mà cháu Lực không có lên thì các anh cũng là đều giải những cái tấm này xuống hết cả, cái vỏ bao xi xuống hết cả. Chào các bác nha. Người anh Vigo. Xin chào mọi người nhá. Chào tất cả các bác nha. Xin chào Pinong nhá. Hey, câu chú Bình vừa nói là câu bằng tiếng Trung của bác, vừa nói là xin chào tất cả các bác nhá. À, thưa các bác, cháu Lực cũng đọc được một số bình luận ở trên kênh nói với cháu Lực rằng là có lúc mà cháu Lực lên đấy các bác, bạn Hiểu quay những cái thước phim cho cháu Lực thì thực sự ra thì công việc xây dựng thì cháu Lực không có biết một chút nào, cho nên là cháu Lực chỉ có thể là ở lại ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết tiến độ của ngôi nhà bao cháu là thực hiện tới đâu rồi. Một số bình luận nói cháu Lực rằng là không làm được thì đi ra đi để cho các anh thợ làm các bác. Ở đây thì những cái chân tường mà các anh chát xong rồi các bác này, khi mà các anh dọn những cái vỏ bao ra thì phải nói là không động lại một chút hạt cát, một chút hạt vỡ là bao nhiêu cơ. Trước khi mà các anh giải thì các anh đều là giải. Trước khi mà các anh chát thì các anh đều là giải những cái tấm vỏ bao này ra. Như thế thì sẽ để tránh lãng phí hơn các bác. Đây ở trên thì bây giờ anh Quang đang đổ một chút nước để cho mình chắt cho nó dễ hơn đấy các bác. Này mình đổ nước vào thì chắt cho nó mới ở hơn à anh? Nó không cháy. Thôi mà nói anh đang nước vào là nó cháy hết. À. Anh quá. Vậy sau khi mà cháu Lực hoàn thiện ngôi nhà bao cháu thì cháu Lực cũng sẽ biết thêm rất là nhiều kinh nghiệm mà trong cái nghề xây dựng này nữa các bác. Ở đây thì những cái giàn giáo của các anh thì làm thì cũng rất là đơn sơ và đơn giản rồi các bác. Tận dụng lại những cái cây của nhà em Sử xong rồi để làm cái giàn giáo. Đấy. Khi mà cháu Lực thực hiện cái ngôi nhà của ba ông cháu thì phải nói là cái tiến độ của nó thì ở đây thì không phải là cháu Lực tự nói bản thân mình đâu. Có rất là nhiều người đánh giá rằng là một cái ngôi nhà như vậy thì được các anh thợ là hoàn thiện là rất là nhanh. Mà trong đó thì các anh lại còn nghỉ thêm gọi là hơn một tuần nữa. Hôm đấy là nghỉ tuần đấy là do là mưa, hình ra là không có đi làm được các bác. Đấy, nguồn nước ở bên sau, nguồn nước ở bên đằng sau nhà của ba ông cháu thì bây giờ cũng đã gần cạn kiệt rồi các bác. Đấy, lúc mà nó cạn hơn một chút thì có thể là đào ránh và làm thêm cái phần ránh này nữa luôn.
ở phần phía bên ngoài của ngôi nhà ba ông cháu thì hiện tại là có vẻ như đang vẫn còn chưa được ưng lắm đúng không bác? Sau đến hôm nay và đến ngày mai thì có thể là các anh sẽ được chắt ở bên phần mặt tiền đúng không bác? Bên mặt tiền này thì cháu Lực sẽ để thêm là cả một chút phào chỉ ở bên ngoài nữa. Mấy nữa sơn thì những cái viền đấy thì cháu Lực sẽ sơn những cái màu khác của bác ạ. Và bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xung quanh ngôi nhà của ba ông cháu cho tất cả cô bác anh chị là cùng ngắm từ phía xa, nhìn cảnh quan từ phía xa về xem là những lúc khi mà nó dần vào hoàn thiện thì ngôi nhà của ba ông cháu là sẽ như thế nào cô bác nhá. Hay những trong cái quá trình mà làm nhà của ba ông cháu thì cháu Lực đều ghi hình tất cả từ những cái nhỏ nhặt đến những cái lớn cho tất cả cô bác anh chị là cùng nắm gió rồi cô bác. Hay ở phần bếp lò, ở phần bếp lò thì hôm qua là các anh cũng đã chắt ra thêm một chút rồi các bác này. Phải nói là khi mà mình chắt xong thì nhìn một cái ngôi nhà nó là một cái vẻ đẹp khác luôn các bác. Mỗi lần mà mình hoàn thành một cái gì đấy thì ngôi nhà của mình nó sẽ có một cái vẻ đẹp đặc trưng riêng các bác. Hiện tại thì cái phần sân của nhà ba ông cháu thì có thể là hơi hẹp một chút cô bác. Nhưng mà trong thời gian tới thì em xử nếu mà đi lấy được thêm đá về hay là cái khoản kinh phí mà dư ra thì có thể là mua đá vào cho ba ông cháu để cho ba ông cháu làm thêm cái phần kè nữa. Thì một cái khoảng sân mà phải nói rất là rộng luôn cô bác. Từ cái chỗ mà anh Quang đang đứng ở phần cái phần mái hiên đến cuối cái phần ngôi lán của mấy anh em thợ của bác ạ. Cái khoảng sân thì đấy thì nếu mà rộng ra tầm độ tầm 5m. 5m sân và xung quanh nhà của ba ông cháu đi sau này nếu mà em sử có chăm sóc được giống cây ăn quả đấy thì cũng được là bác Chiêm, bác ở bên bác Hà bác có tài trợ cho em sử là cái phần giống cây ăn quả để trồng xung quanh nhà của ba ông cháu. Cây ăn quả này thì nó không có cao như mấy cái cây mà sao mọc hay là mấy cái cây lần lớn kia các bác, nó chỉ cao độ tầm tầm thôi. Nó sẽ giúp cho cái đất của mình nó chắc thịt hơn, thì nó cũng vừa có là thêm cái cây, vài cây ăn quả sau này mình có cây ăn quả để mà ăn, cũng như nếu mà mình ăn không hết thì mình cũng có thể là đem đi bán, thì lúc đấy nó cũng có một cái phần chi phí thêm. Hiện tại thì cái phần bếp thì chưa có lập được các bác này. Phần bếp này thì cháu Lực đang gọi lại thêm phần pro về được các bác. Ở đây thì pro phải làm khu bếp này thì hiện tại là rộng cả cái nhà vệ sinh nữa. Rộng là chiều ngang là 4m, còn là cái chiều rộng là 5m các bác này. Thì cũng khá là rộng rãi các bác, một cái khu nhà bếp ấy. Còn là nhà vệ sinh thì hiện tại là cháu Lực để làm 2 với 2 là 4m2. Hôm qua này có mưa một chút thôi thì phần tôn của nhà ba ông cháu ở trên này thì cũng đã được làm sạch sẽ rồi các bác này. Không còn những cái vết bụi bẩm ở trên này nữa. Hôm qua thì các anh là hoàn thiện là ở cái phần chắt đằng sau ngôi nhà. Còn đến ngày mai nữa thì chắc là các anh cũng sẽ hoàn thiện thêm là ở cái phần phía bên này cô bác. So một bên chắt với một bên không chắt thì bên chắt có vẻ nhìn là nó bóng mượt hơn cô bác này. Sau này mà sơn lên nữa thì một ngôi nhà phải nói là cực kỳ là ưng ý luôn cô bác. Hầu như ngôi nhà của ba ông cháu thì là cái ngôi nhà mà đầu tiên, cái ngôi nhà mà được dùng bằng xi này, bằng sắt này, bằng gạch này. Ở trên bảng của sử thì hầu như là ai cũng vào khen và vào
nhìn ngôi nhà của ba ông cháu rất là ưng. Hãy ở đầu thước phim thì cháu Lực cũng đã gặp em Sử và em ấy cũng có nói rằng là hôm nay là đi hộ nhà người ta ấy cô bác, thành ra là không có về nhà của mình được cô bác ạ. Khi mà cháu Lực chia sẻ những cái thước phim thì cô bác anh chị cũng đã hiểu được rằng là những cái câu chuyện mà khi mà em Sử đi đâu hay là làm cái gì thì cháu Lực cũng đều là chia sẻ luôn cho tất cả cô bác anh chị là cũng biết rồi. Đến thời điểm hiện tại thì ngôi nhà của ba ông cháu thì cũng đã dần dần được vào hoàn thành và ổn định rồi. Cháu Lực cũng mong rằng là trong một thời gian tới thì lúc mà mấy anh em đang làm thì không có gặp mưa hay là gặp những cái vấn đề gì nữa để cho cái ngôi nhà ba ông cháu sẽ được hoàn thiện là sớm nhất có thể các bác ạ. Hoàn thiện xong thì còn phải đi mua thêm nội thất rồi là những cái đồ dùng trong gia đình của ba ông cháu thêm nữa. Ui. Đấy, cái phần bên này thì bây giờ cũng đã được các anh là dần vào hoàn thiện rồi các bác. Hôm nay thì các anh là có 4 anh chắt, còn là có một mình anh Vinh là phụ thôi. Ô, hôm nay là 2 bố con kia là ở nhà bận anh. Anh. Ở nhà uống rượu là không đi làm nữa. À, tối qua là ở nhà có việc đúng không? Bây giờ lại xuống giáo rồi anh. Anh Quang, anh Thanh bây giờ xuống giáo rồi à? Ở dưới giáo à? Ồ, thế là bây giờ đây, bây giờ thì dần dần là các anh hoàn thiện ở trên phần trên cao. Sẽ không cần những cái dàn giáo đi cô bác này. Anh gỡ giáo xong thì phải nói là nhìn cái ngôi nhà nó khác hẳn luôn một chút đấy. Chú Bình á? Ủa, à sao chú Bình tại anh hai chắt khá dài nó. Ờ. Ủa, chắc chắt cả đơn chú ấy đấy ảo. Anh khóa một kỹ thuật lắm à? Cắt tốt, cụ em, nào, phải, này, theo. Ui, bắt nghe này luôn mà.
mô chất lên xuống còn mà lên băng à? Ô phù đau khóc đủ cho đủ đủ như nào? Ô phù biểu đúng không? Ta phải đi mà làm gì? Nói thế này. Nói thế này bảy. Nói thế này bảy e có tư mà lôi thay luôn. Rồi ra ngoài. Ô. Chắc là chất bái tít coi tư mà luôn. Ở đây thì các anh thợ vừa làm vừa trêu nhau, vừa tiếu nhau những câu tiếng Trung, cô bác phải nói là một cái không khí mà hòa vào thì rất là vui vẻ. Và trong đó thì tay chân của các anh thì vẫn làm gọi là liên tục không ngừng nghỉ luôn cô bác. Các anh vừa làm và vừa nói luôn. Tay thì làm. Ở đây nếu mà không có chắt từ trên cao các bác, không có để những cái tấm vỏ bao này thì phải nói là sẽ bị mất một cái khối lượng vớ rất là nhiều luôn các bác. Còn ra cái phần khu công trình phụ, phần bếp bên này thì có vẻ như bây giờ đang còn khối lượng cát rất là nhiều các bác này. Nhưng mà bây giờ các anh chắt ở phần phía bên ngôi nhà này xong hết mọi cái rồi thì sẽ vận chuyển cát ra bên này. Xong là trộn ở đây luôn để gọi là có cái nền. Xong rồi các anh sẽ để nó khô. Xong là tiếp tục là các anh vào và hoàn thiện chắt ở phần phía bên công trình phụ nữa các bác. Ở đây thì cháu Lực cũng đọc được một số những cái bình luận khán giả ở trên kênh nói rằng là cái cửa lò nó hơi bé một chút các bác. Bây giờ nếu mà hơi bé một chút thì cháu Lực sẽ cắt ra thêm độ tầm một gang tay nữa thì nó sẽ rộng hơn. Và nếu mà bây giờ cô bác đang theo dõi ở trên cái màn hình TV hay là điện thoại thì nó sẽ hơi bé thật, nhưng mà nếu mà các bác mà ở trong ngôi nhà của ba ông cháu tận mắt chứng kiến thì phải nói là như vậy thì nó cũng gọi là đủ cái khoảng không gian để mà sinh hoạt cái phần bếp rồi cô bác ạ. Khi mà cháu Lực lên trên ngôi nhà của ba ông cháu cập nhật cái tiến độ công trình trong lúc mà anh em thợ đang làm thì có thể như là có nói những câu nó sẽ hơi thừa thãi một chút đúng không cô bác? Anh Thanh là phụ trách nấu cơm mà anh. Hôm nay mấy anh em làm thì có nấu bao nhiêu bát này? 4 bát. 4 bát à? Đấy là 4 bát là chia cho 5 à? 6. 6. Vừa có 5 mà. À, 5 chứ anh. Hôm nay thì ăn cơm cái gì anh? Hôm nay lúc đấy thấy Vinh nó lấy thịt lợn lên mà. Cá móng nọ còn không anh? Còn. Hết rồi. Còn. Còn à? Ở đây các anh có thích ăn cá móng không? Có mà. Hôm nay ăn cá móng thôi. Ăn cá móng phải nói là cá móng thì ở trên vùng cao thì ăn rất là tốn cơm ấy nhỉ? Cá móng ngon cơm đấy. Thêm mà tí xả nó vào, tí giềng nó vào thì có vẻ như là... Quá ok rồi đúng không? Anh là phụ trách ở nấu cơm à? Cắm cái nồi cơm xong lại vào làm tiếp hay là nấu cơm luôn rồi? Ôi sao đây anh? Mệt. Mệt à anh? Anh hẳn mê đấy.
Anh Quang là hôm nay làm được bao nhiêu mét vuông rồi? Chắc được bao nhiêu mét rồi? Nhiều mét. Nhiều mét là bao nhiêu mét anh? Nó phải rơi trong khoảng 3 năm 15 bây giờ nó hơn 20 mét rồi. 20 mét vuông à? Ừ. Đây là anh còn chơi nhiều đấy. Đấy là chơi nhiều á? Ừ. Thế là không chơi nhiều thì còn là làm nhiệt tình trong cái thức này nóng rồi. Ồ, vẫn thế vừa rồi vẫn chưa nhiệt tình đấy à? Ồ. Yeah, so we see that all of you down. Abi. Chúng ta mình cơ mi à, sức 3 mét à? Mi mà khách cũng đi. Ồ. Cái ấy làng hương hoa được 3 chiếc rồi, gan bèo lên. Ồ, ừ, thế hả? Ồ, có anh Quang ngủ, em bèo lên anh Quang đấy. Thưa cô bác, công việc của mấy anh em thợ thì hôm nay Chuẩn Lực cũng đã lên chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết rồi. Đấy, xong ngày mai thì anh Vinh cũng có cập nhật rằng được rằng là đến ngày mai thì các anh sẽ chắt ở phần phía bên ngoài. Hôm nay thì các anh sẽ chắt ở phần trong nhà luôn cô bác này. Hôm nay thì các anh sẽ chắt ở phần bên trong nhà. Có lẽ cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Chuẩn Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bản em, đã luôn luôn đóng góp những ý kiến để cho cháu Lực làm sao mà hoàn thiện ngôi nhà của bác cháu một cách thật đẹp mắt nhất cô bác nhé. Còn cái thuyết phương hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Xin hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở thứ 6 tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào cô bác anh chị. Chào cô bác nhá. Người nhá. Hả? Đi đâu lấy chồng? Đây là váy gì đây? Váy này tự làm hay là mua ấy? Mua. Mua? Váy này bao tiền? 120.000 à? Ồ. Ở đây thì có hai thiếu nữ là chuẩn bị đi lấy chồng được cô bác này. Năm nay thì được bao nhiêu tuổi nhỉ? 12. Hoa năm nay được 12. 12, 13 tuổi đã đi lấy chồng nhá. Chưa lấy rồi. Thế đi đâu? Cô không biết tán chơi mà đi lấy chồng. Ồ. Ê, nhưng mà thế đi đâu? Bây giờ đi đâu? Bây giờ đi chơi. Đi chơi à? Đi chơi à? Đi tìm người yêu à? Không có người yêu đâu. Hả? Đi tìm mới có chứ. Không tìm nữa. Hoa có chưa? Chưa. Hả? Chưa? Ờ.